Kính bạch sư, cho con hỏi, người mở quán ăn có phạm tội sát sinh không? Vì cần thịt để bán nên người ta mới đặt thịt của các con vật đó. Vậy có phải là gián tiếp giết nó không? Xin sư Hoan Hỷ trả lời cho con biết, con đã xem các video của sư nhưng chưa hiểu rõ. Mong sư Hoan Hỷ giải thích cho con một lần. Nếu như mà chúng ta xét theo các cái chi phần á, nhớ nhớ giùm sư, sư nói rất nhiều lần, muốn xét một người nào đó có phạm cái giới hay không thì mình phải xét chi phần, chứ mình không được nói theo cảm tính nha. Đầu tiên là khi mà cái người mà họ đặt mua thịt, ví dụ như đặt thịt ở đầu nậu á, họ có nói là hãy giết, ví dụ như giết heo cho tôi, có hay không, có hay là không, hay là họ chỉ nói là ngày mai chị lấy cho em 50 chiếc thịt heo. Nó khác nhau nha, nó khác nhau dữ lắm ạ. Nếu như mà họ bảo là ngày mai chị giết con heo để lấy 50 kg thịt cho em, là người ấy, cái người mà bán đồ ăn á, họ sẽ phạm giới sát sanh. Còn nếu như mà họ chỉ nói với cái đầu nậu á, ngày mai chị lấy cho em 50 kg thịt heo, thì họ không phạm giới sát sanh. Bởi vì sao? Bởi vì thịt heo đó hoàn toàn có thể là thịt đã được giết mổ sẵn, hoàn toàn có thể là thịt đã được giết từ hôm trước rồi, hoặc là thịt nhập khẩu, hoặc là thịt mới giết. Cái người mà họ nhập á, họ không có đề cập đến cái đó. Chừng nào họ đề cập là hãy giết cho tôi con heo mới, rồi hãy đưa thịt cho tôi, thì khi đó cái người mà bán mới phạm giới sát sanh. Nhớ cái chuyện đó, nhớ giùm sư ha. Còn quý vị hỏi là như vậy thì có gián tiếp hay không, thì xin thưa đó là lý do mà Đức Thế Tôn dạy á, các cái việc là buôn bán thịt á, dù là thịt sống hay là thịt chín, dù là thịt, tức là cái con đó nó còn sống hay nó chết rồi đó, buôn bán thịt thì nó đều là cái nghề tà mạng. Cho nên một người cư sĩ thì không nên làm ha. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.